Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hai chúng ta sẽ đi về cái gì đó nó cao cấp chút xíu đi. Đây là khuôn bể bao gồm hồ, lọc, đèn, tủ. À là luôn cái tủ này. Dạ đúng rồi. Với một cái kích thước khoảng tầm 45 nhưng mà nó có thể chơi cho tới hồ 90. Nó có cả tích hợp cây quạt. Nói chung là đồ xịn thì từ cái mẫu mã cho tới cái setup ban đầu á, là nhìn vô là thấy nó xịn sò các bạn ha. Cảm giác nó nhẹ hơn, nó mỏng hơn nữa. Có bạn điều khiển nó nằm phía bên đây. Có cái thông số này trước thì mình sẽ chia 8, mình sẽ biết là mình xài cái hồ bao nhiêu là vừa. Đúng không? Đây là từng cái lớp lớp lọc mà đúng không? Đúng rồi. Sẽ có một đầu in, một đầu out. Nói chung là một cái máy lọc tương đối là to ha, nhiều chi tiết, nhiều phụ kiện bên trong. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, sẽ tiếp tục cái series về thủy sinh ở thủy sinh tím ha. Thì chúng ta đã đi qua những cái gọi là con cá, cái cây, những cái vật liệu ở trong cái hồ thủy sinh, cũng như là chúng ta đã tìm hiểu về cái cách setup một cái hồ thủy sinh từ cơ bản. Phải chuẩn bị cái gì, phần cứng là cái gì, phong cách là cái gì, bắt đầu sắp đặt vô như thế nào, thả nước như thế nào thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Hào. Hào sẽ, hôm nay chúng ta sẽ đi về cái gì đó nó cao cấp chút xíu đi. Thì cái hồ thủy sinh này nó cũng gọi là đa dạng về mặt giá cả, nó tùy theo cái điều kiện của người chơi đúng không em? Thì một cái hồ mà cơ bản nhất ở đây, anh thấy em có để giá cho cái hồ cơ bản nhất thì nó khoảng tầm, nói chung là tầm bao nhiêu tiền là chúng ta có thể build một cái hồ cơ bản thủy sinh ta? Nếu một hồ cơ bản thì mà những anh em tự xếp á, tự chơi á, thì có thể tầm 3-4 triệu là có thể 3-4 triệu là có thể chơi rồi. Dạ đúng rồi, chơi thoải mái. Rồi cái tầm chung chung. Tầm chung chung thì nó rơi vào tầm 8-10 triệu. 8-10 triệu, ví dụ như anh thấy một cái hồ đây là dạng chung đúng không? Dạ đúng rồi, dạng chung. Đây là khuôn bể bao gồm hồ, lọc, đèn, tủ. À là luôn cái tủ này. Dạ đúng rồi. À tủ này dưới này nó có gì không em? Trong đây thì nó sẽ có một bộ CO2. À, bộ CO2 như em nói. Bộ CO2 có bình CO2 ghi ở đây. Một cái bình này phải xài bằng bao lâu ta? Một bình này đối với bể này phải xài khoảng tầm 1 năm. 1 năm. Dạ. Rồi xong rồi nếu mà nó hư mình đem ra mình đi bơm hay là đổi bình khác? Khi mà hết khí là mình chỉ đem đi bơm. Dạ. Giá tiền bơm thì tầm rơi khoảng tầm 100-100 mấy cho một bình như này thôi. Ồ. Dạ. Nghĩa là cái bình này nếu mà mua mới là bao nhiêu tiền? Nếu mà mua mới gồm bình, van với cả một cái đầu sủi thì nó rơi khoảng tầm 1.2-1.3 triệu cho một lần đầu tư ban đầu. Còn những lần sau mà khi hết khí mình chỉ bơm tầm 100 mấy là đã có thể bơm được là xài được. Mà cái chất liệu bình này chắc xài cả đời luôn. Dạ đúng rồi, chủ yếu là bơm vô thôi. Dạ, bơm khí vô thôi đúng nếu không? Mình xài kỹ để trong tủ như này không có nước, không có đụng nước á thì xài vô tư khoảng tầm chục năm là bình thường. Ok các bạn, như thế này là tầm chung á, thì luôn cả cái combo CO2 là cái bình này luôn á thì nó là 9.270.000. Đó là chúng ta sẽ có một cái hồ tầm trung chơi. Giờ là chưa có cá thôi á, giờ nó thả cá vô là chơi thôi. Ok. Rồi nếu mà cái dạng cao cấp thì nó rơi vào tầm khoảng bao nhiêu em? Dạng cao cấp thì rơi khoảng tầm trên 20 triệu. Trên 20 triệu. Dạ trên 20 triệu. Tại ở đây một cái hồ mà khủng nhất rồi đó giờ mà bên em mà build cho khách thì nó tầm khoảng bao nhiêu tiền? Hồ khủng nhất em từng làm là nó rơi vào khoảng tầm 35-40 35-40 triệu. Dạ đúng rồi. Là cái kích thước nó khoảng bao nhiêu ta? Kích thước nó là em làm là 1m2 thôi. 1m2 thôi. Dạ, nhưng mà tại vì khách có điều kiện á thì sử dụng những cái như là đèn lọc cao cấp á thì với lại cả phần nền cao cấp nữa cho nên là giá nó sẽ cao. Thật ra nó cũng không mắc các bạn. Ví dụ như các bạn chơi về sinh vật cảnh rồi á, qua những cái dòng khác á, ví dụ như bên anh là bò sát đi. Dạ. Một con eagle mà ở dòng cao, con baby nó cũng 50-60 triệu cũng bình thường. Mà một cái hồ 1.2 1m2 là cỡ hồ này nè. Dạ đúng rồi. Là bao gồm tất cả những cái phụ kiện bên trong. Lọc rồi CO2 rồi nền đá cây tất cả luôn, nó tầm có 30-mấy triệu rồi hả? Dạ đúng rồi. Mà là đồ cao cấp hết luôn đó nha các bạn. Là tủ tiết rồi luôn á. Dạ đúng rồi, tủ á. Thì nó với mình có nghĩa là mình đánh giá so sánh giữa các sự lựa chọn đồ này nọ khác á, thì nó không quá cao. Dạ, thật ra trong đầu anh hình dung nó có cái hồ nào dài trăm triệu không? Hồ dài trăm triệu thì nó khoảng rơi vào hồ cá biển. À cá biển. Dạ cá biển thì khoảng rơi dài trăm triệu. À còn bên mình là chuyên về cá nước ngọt ha. Dạ cá nước ngọt. Cá nước ngọt thì tầm khoảng 50 triệu là đó là đỉnh rồi. Dạ, đỉnh nhất rồi ha. Chung là cũng ok các bạn. Với một cái không gian phòng khách rồi một cái ngôi nhà mà nó đẹp á, ở không gian phòng khách thì bỏ 50 triệu để trang trí một cái góc mà nó thật sự sinh động, nó sống động như vậy á
nó có tràn trề cái sức sống đồ này nọ. Nó cái hồ này hình như nó cũng người ta cũng áp dụng nó cho cái về mặt phong thủy luôn. Dạ đúng rồi, có một số khách thì sẽ yêu cầu theo phong thủy nữa. Ví dụ như chiều dài của bể, chiều cao, rồi màu tủ. Đấy rồi rồi trang trí cây màu như thế nào nữa. Thì tùy theo khách có kêu hợp phong thủy hay không. Đó các bạn, thì một cái góc mà nó vừa đẹp vừa mang tính phong thủy may mắn á, thì 50 triệu thì mình nghĩ là nó rất là ok luôn, nó không có quá gọi là nặng nề ha. Phong thủy thì người ta sẽ đo hồ theo thước tấc đúng không? Dạ đúng rồi. Canh theo thước tấc lỗ ban rồi. Dạ đúng rồi, lỗ ban. Lỗ ban. Ok em, vậy bây giờ chúng ta em giới thiệu giùm anh mấy cái phụ kiện rồi gọi là cao cấp để mà sử dụng trong cái những cái hồ cao cấp đi. Cái dạng về đèn á, cái dạng cao cấp mà quốc dân nhất á là có dòng này. Dòng này. Nó là dòng của thằng hãng Chihiro. Nó là dòng Vivid. Với một cái đèn nhỏ như này. Nhưng mà nó có thể xài đến hồ 90. Hồ 90. Dạ. Này của nước nào em, Mỹ à? À, của Trung Quốc. Trung Quốc. Đa số là đồ bên đi sinh là của Trung Quốc là nhiều. Đấy. Với một cái kích thước khoảng tầm 45 nhưng mà nó có thể chơi cho tới hồ 90. Là nó cũng có những cái chân ra. Cái riêng dòng này là không có chân, dòng này bắt buộc là phải xài treo. À treo. Dạ. Coi như là treo ngay chính giữa hồ phả dạ, xuống. Dạ đúng rồi. Thường thường thủy sinh là nói chung là cái công nghệ bây giờ là xài LED hết đúng không? Dạ đúng rồi, LED hết. LED thì nó sẽ an toàn và nó tiết kiệm điện, bền. Ồ này mà trong đây thôi nó là 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 7 × 2 = 14, coi như là 140 mắt, 140 cái bóng, cái vi mạch ha. Ủa cái này là để làm gì ta? Mấy cái mạch của nó hết rồi. Giờ cái dòng này thì nhưng mà lúc mà xài là phải mở ra rồi phải đấu nối vô hả? Dạ không, nó sẵn hết rồi. Tại vì cái dòng này là có hãng nó làm lộ cái mạch lên như vậy. À nó làm lộ cái chiếc lên luôn. Một cái đèn này 140 cái điểm sáng ha, những cái vi mạch bóng lên. Như cái đèn này thì bao nhiêu tiền em? Dòng đèn này thì bên em đang bán là 5.6 triệu. 5.6 triệu. Yeah. Nó có cả tích hợp cây quạt, cây quạt làm mát luôn. Mặc dù là cái bóng LED này nó gọi là nó tiết kiệm điện năng và nó không có phát sinh nhiệt nhiều quá đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà do cái lượng bóng nó quá nhiều đi và nó để cái này nó làm mát thì nó cũng sẽ làm tăng cái thời gian sử dụng lên. Dạ đúng rồi, tăng nó thời gian sử dụng. Bền hơn. À, cầm vô nó cũng khá là nặng tay các bạn ha. Và đặc biệt cái quạt này á, khi mà cái đèn nó nóng thì quạt nó mới bật. À. Còn nếu mà đèn xài đang xài bình thường á thì nó không bật, chưa bật. Ví dụ xài 1-2 tiếng đầu là nó sẽ chưa bật. Xài đến 7-8 tiếng sau nó khi mà đèn nóng. Nóng quá là rồi dạ. Nó giảm nhiệt. Dạ đúng rồi. À, nó có chức năng thông minh. Hình như là thông minh. Ok. À, cái đèn này là 5.6 triệu ha em. Dạ đúng rồi. 5.6 triệu ha các bạn ha. Là nó cũng có những cái gọi là phát ra những cái tia UV để cho tốt cho cây. Dạ cái dòng này á thì nó không có bóng UV. À. Nó sẽ không bóng UV nhưng mà nó sẽ có kích nó tích hợp sẵn nó là LED RGB á. À. Nó là ba màu red, green với lại blue. À. Đấy ba màu đó là những ba màu yếu tố cơ bản để cây nó phát triển là đủ rồi. Natural color ha, sáng tự nhiên. Là cái này cao cấp nhất luôn. Dạ chưa, dòng này là chỉ là cao cấp mà quốc dân thôi, nhiều anh em sử dụng thôi. À quốc dân có nghĩa là dạ. Nhiều người sử dụng, ok. Dạ. Còn một số dòng đèn cao cấp nữa đến từ hãng đẹp tí. Đây, nó là cái hãng cây trên đây. Thôi, hãng cao cấp nhưng mà cái hộp nó nhìn nó không có chắc ở bên trong nó sẽ còn. À, bên ngoài cái hộp đơn giản và bên trong cái hộp xịn sò ha bạn ha. Flat one. Lọc. Tánh. Kéo ra hả? Ồ. Ok. Oh.
Nói chung là đồ xịn thì từ cái mẫu mã cho tới cái setup ban đầu á, là nhìn vô là thấy nó xịn sò à các bạn ha. Cái hồ này, cái này là xài cho hồ bao nhiêu được em? Cái này là xài cho hồ 60 em. 60? Dạ. Ủa, 60 thì cảm giác nó bự quá không? Dạ bự anh, tại vì cái nó, tại vì cái đèn này là nó thuộc dạng là thiết kế bự như vậy á, nhưng mà khi mà gắn lên thì ánh sáng nó vừa đủ, chứ là nó không phải là dư. À cái này cũng dạng treo. Dạ đúng là dạng treo. Không, ý anh nói là cái chiều dài này nó hơn 60 nè, thì cái hồ nó nằm ở dưới hả? Ok. Rồi. Cây này là 60 đó. 60. Đúng rồi. 60. Cái mặc dù là cái bề ngoài nó to hơn cái cây 5,6 triệu hồi nãy, nhưng mà nó nhẹ hơn bạn. Mình cảm giác nó nhẹ hơn. Nó mỏng hơn nữa. Cái này là cũng dạng treo luôn ha. Dạ treo. Như cây bóng này bao nhiêu? Cây này hiện tại đang bán là 8,5 triệu. 8,5 triệu. Có bảng điều khiển nó nằm phía bên đây. Ha. Ủa. Cũng là của Trung Quốc. Dạ đúng rồi, Trung Quốc. Ở đây thì chúng ta không có nhìn thấy được cái những cái đèn bên trong. Dạ. Nhưng mà ánh sáng nó ra rất là dịu. Dạ đúng rồi, ánh sáng ra dịu. Thì cái điểm mạnh của cái dòng đèn này là gì em? Cái điểm mạnh của thằng này là nó mô tả ánh sáng là chân thật. Khi mà lên màu cây nó cũng sẽ lên màu chân thật nhất. À. Dạ. Còn những dòng đèn RGB mới nãy em giới thiệu ngoài kia, nó sẽ ánh sáng nó sẽ hơi nịnh mắt một tí. Nó sẽ làm cho cái màu cây nó theo cái bóng đèn đó, nó sẽ làm cho màu cây mình ra mình nhìn nó nịnh mắt. Còn cái đèn này nó sẽ làm ánh sáng là chân thật nhất luôn. Ừ. Ra màu cây như nào là sẽ ra màu như đấy. À đúng rồi, cái kia nó nịnh mắt hơn, giống dạ. Như nãy em nói là có green, có blue, dạ, có gì đúng không? Dạ đúng rồi. À, thì nó sẽ ra cái màu nó nịnh minh hơn hả? Dạ, nhìn nó ảo diệu hơn. Dạ, à, còn cái này nó là ánh sáng tự nhiên luôn. Dạ. À, chúng ta setup cái hồ nó màu sắc làm sao, phong nền nó tất cả cái mọi cái là đều tự nhiên hết các bạn. Cái đèn này nó giữ chân thật như vậy. Dạ đúng rồi. À, ok. 8 triệu mấy em? Dạ đúng rồi. 8 triệu. Sao? Nói chung là các bạn tới Thủy Sinh Tím là có thể kiếm từ cơ bản cho tới cao cấp luôn, phục vụ đủ nhu cầu của khách luôn. Tùy nhu cầu. Ok em ơi, để nhét vô nè. Cứ để đại đi. Mình để lên cái ghế này, lát nó ai đi ngang không biết người ta gớt cái rồi chết luôn. Ổn. Ok mình. Cứ kê lại đại, để miếng tím để. Ok, cảm ơn em nhiều. Dạ. Ngày xưa anh chơi á, là lúc đó công nghệ LED nó chưa ra, lúc đó chủ yếu là chơi những cái bóng quỳnh quang. Tiếp dạ. Quỳnh quang. Còn bây giờ nãy giờ là hầu như là anh không thấy cái bóng tiếp nào luôn. Dạ đúng rồi. Còn là LED không luôn. Dạ, bây giờ hiện tại xài LED thôi. Như cái này là cũng LED luôn. Dạ đúng rồi. Này LED là hết. Dạng ống hả ta? Dạ. Nó là dạng máng, cái cây máng ở phía ngoài hồ mẫu anh. À cái màu đen mà của hồ Mét 2 á. Dạ đúng rồi. Dạ, đó đẹp quá. Dạ. Ừ, cái cây này bao nhiêu ta? Cái cây này là tầm 5,5 triệu. Ồ, vậy cũng rẻ hơn cái dạ. cái loại này ha. Dạ. Đâu rồi, đây nè. Dạ. Thì cái bộ đèn mà xịn nhất hiện giờ trên thị trường nó là tầm khoảng bao nhiêu tiền ta? Nó rơi vào tầm khoảng 23-24 triệu. Ừ, nó có những cái đặc điểm gì nổi bật hơn? Nó là công nghệ của nó không có sử dụng công nghệ nhiều, chủ yếu là quan trọng cái chip mắt LED của nó. Ừ. Nó một nói chung là đèn càng xịn nó thì càng mô tả chân thực nhất cái ánh sáng của mặt trời với cái quang phổ của nó. À. Dạ. Cái nhiệt độ màu á. Dạ đúng rồi, nhiệt độ màu với lại quang phổ của nó. Ừ. Gần giống với mặt trời nhất. Đấy, cái đó là cái gọi là cái công nghệ á. Dạ. Cái công nghệ càng cao thì cái giá tiền nó càng cao, nó sẽ cho ra cái chất lượng ánh sáng nó chân thật nhất, tự nhiên nhất, và nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho cái cây con cá ở trong hồ. À, ok em. Rồi bây giờ đèn xong rồi tới lọc. Dạ. Lọc. Những cái bộ lọc này là nó gọi là nó mắc hay nó rẻ là do cái công suất của nó hay là do cái công nghệ của nó? Công nghệ thực chất đó thì mấy cái lọc này công nghệ nó cũng đều tương tự nhau thôi. À. Quan trọng là cái công suất với lại cái ngăn chứa của vật liệu lọc trong đó. Ừ. Ví dụ như cái thằng HD3000 này á thì nó sẽ thì nó sẽ phù hợp cho những hồ to tầm 1m2 đến 1m5. À. Dạ. Con này thì bên em hiện tại đang bán là 1,950 triệu. Ừ. Dạ. Tích 3.000 thì nó là công suất của nó là 3.000 lít trên 1 giờ. 3.000 lít trên 1 giờ.
Thì giống như là em có chỉ anh là mình sẽ sơ hỏi thể tích hồ. Thể tích hồ nhân cho 8. 8 đến 10 lần. Thì bây giờ mình sẽ, nếu mà bây giờ mình có cái thông số này trước thì mình sẽ chia 8, mình sẽ biết là mình xài cái hồ bao nhiêu là vừa, đúng không? Đúng rồi. À, chia 8 hoặc chia 8, 10. Chia 10. Dạ. Coi như là cái hồ khoảng 300 lít là ok. Dạ. Với lại đặc biệt nữa là hàng ngày là nó có thể chỉnh các mức lọc. Nó có 3 chế độ, 3 lộn 5 mức chỉnh. Nếu mà mình thấy mà mạnh quá thì mình có thể chỉnh xuống thấp một tí. Dạ. Anh thấy mấy cái hồ thủy sinh đa số là người ta dùng cái lọc dạng bộ. Dạ. Lọc rời á, nó không có liên kết với cái hồ. Dạ đúng rồi. À, cái kiểu hồi xưa là nó làm mấy cái tầng xong rồi lót mút đó là xưa lắm rồi, đúng không? Rồi. Còn bây giờ là tất cả nó vô bộ và đặt bên ngoài hết. Dạ đúng rồi. Và thường là người ta sẽ giấu ở trong giống như cái tủ kia. Dạ đúng rồi, sẽ giấu tủ nhìn nó sẽ thẩm mỹ hơn và nó gọn hơn nữa. Đây các bạn, trong này nó rất là nhiều cái phụ kiện ở bên trong. Mà cũng rẻ ha, có triệu mấy hả? Dạ, 1 triệu. Nhìn nó hoành tráng quá trời luôn. Chúng ta có thể coi cái chi tiết bên trong chút xíu. Và đặc biệt á, cái thằng này á, nó có một cái bóng đèn UV để nó diệt tảo. Có bóng đèn UV diệt tảo luôn. Dạ đúng rồi. À, này sẽ cột rồi. Đây là từng cái lớp lọc rồi, đúng dạ, không? Đúng rồi. Hay lọc, mình có thể bỏ đá lọc vô đây. Là cái đá kia đúng không? Dạ đúng rồi. Tổng cộng bao nhiêu tầng? Tổng cộng là 4. 4 tầng. Dạ. Là mình đổ cái đá lọc vô trực tiếp đây luôn. Dạ đúng rồi, bỏ trực tiếp vô. À, nước nó bơm vô nó sẽ tràn lên hả ta? À đây, cái máy bơm nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ có một đầu in, một đầu out. Nước nó sẽ chạy vô các ngăn lọc này. Xong rồi nó hút ra. Cũng đơn giản ha. Dạ đúng, đơn giản. Rất là đơn giản. Thì mỗi lần chúng ta vệ sinh á, chúng ta cứ gỡ từng miếng này ra. Dạ, giặt rửa xong lót vô lại. Dạ đúng rồi. Thì thường nếu mà mình cái máy này khoảng bao nhiêu lâu mình sẽ phải vệ sinh máy một lần? Khoảng tầm 2 đến 3 tháng là mình vệ sinh một lần. 2 đến 3 tháng là cũng lâu. Ok. Có cả đèn UV để mà diệt tảo nữa, hay quá. Nói chung là một cái máy lọc tương đối là to ha, nhiều chi tiết, nhiều phụ kiện bên trong nhưng mà giá nó cũng mềm. Thì đa số thường thí sinh nó mắc là do cái cây đèn. Cây đèn là cái sẽ mắc nhất trong cái hồ. Sẽ mắc nhất. Cây đèn là cái quan trọng nhất, mắc nhất. Thì hiện nay cái máy lọc mà mắc nhất là khoảng bao nhiêu em? Trên thị trường anh. Trên thị trường cái máy lọc khoảng mắc nhất là khoảng tầm 12 đến 13 triệu vẫn có. Là cái công suất lớn thôi? Không, công suất nó vẫn như thằng này thôi. Nhưng mà nó có tích hợp cả sưởi trong đó. Sưởi? Dạ đúng rồi, tích hợp cả sưởi. Thằng đó là của hãng Đức, là hãng Ehem, nó có tích hợp sưởi trong đó. Nhưng mà nếu vậy thì nó lại không có phù hợp với môi trường Việt Nam. Đúng rồi, nó không phù hợp với môi trường Việt Nam. Nó dành cho những môi trường mà xứ ôn đới nó lạnh. Nó làm ấm cái nước lại. Việt Nam mình có chăng là sẽ là xài cái gì? Máy lạnh. Dạ, đúng rồi, Việt Nam mình thì xài chiller là đa số. Chiller là đa số. Đây cũng là một cái dạng lọc treo ha. Dạ đúng rồi, treo. Còn nếu mà hồ nhỏ hơn 1m2 thì có những cái dòng lọc nhỏ hơn. Là đây thì nó rơi khoảng tầm 1.4-1.5 triệu. 1.4-1.5 triệu. Dạ. Thì cái gọi là cái cách vận hành nó cũng giống nhau. Dạ, đúng rồi, vận hành vẫn như vậy thôi. Dạ. Một đầu nước vô và một đầu nước ra. Mà anh thấy cái kiểu mà nó để cái hộp lọc bên ngoài này nó dễ vệ sinh hơn. Dạ. Ngày xưa cực quá trời cực, móc ra. Cái này á, thì lúc mình vệ sinh thì mình chỉ cần tháo hai cái đầu dây ống ra, mình lôi nguyên cái lọc ra ngoài mình vệ sinh. Đúng rồi. Mở hai ống, xách nguyên cái máy, nguyên cái cục đó đi luôn. Dạ đúng rồi, qua đây anh có. Ví dụ như đây. Tất cả đều được giấu trong cái tủ này hết, rất là đẹp các bạn ha. Khi mà vệ sinh đó, thì mình chỉ cần rút điện, khóa van này và nhắc cả nguyên cục này lên thì là mình đã có thể lôi được cái lọc ra mình vệ sinh. Và ví dụ mình rửa rồi vô nước là an toàn hết tuyệt đối đúng không? Dạ, an toàn tuyệt đối hết. Ok. Rất là gọn các bạn ha. Cái hồ ở trên thiết kế đóng tủ rồi ở dưới.
tất cả những cái thiết bị cần thiết là nó nằm ở trong hết rồi. Dạ. Thì có thể mình sẽ để thêm một ít gọi là vi sinh rồi thuốc đúng men rồi, dưới cái kệ rồi. Này đúng không? Để dạ. Cho mọi cái nó gọn gàng hết. Dạ. Quá là ok. Nói chung là anh em mà muốn làm một cái hộ đỉnh cứ 50 cũ là tất cả đồ xịn hết. Dạ đúng rồi, tất cả đều chất lượng cao hết. Cái ống này nhìn nó cũng rất là đẹp. Dạ. Nó là inox 304. Ừ. Nhưng mà ví dụ như mình giờ mình muốn build một cái hồ á mà mình không muốn thấy những cái như những cái ống nhựa đồ này nọ là làm được không em? Giấu hết luôn, chỉ nhìn vô thấy một cái không gian là cây cối cá đồ này nọ là được không? Dạ được, nhưng mà cái hồ đó thì nó sẽ sử dụng lọc khác chứ không là sử dụng được lọc này. Ừ. Nó sẽ sử dụng là lọc tầng dưới, giống như những hồ mà cũ nhưng mà sau này người ta sẽ cải tiến thì gọi là hồ công nghệ mới. Ừ. Nhưng mà sẽ chuyên dành cho hồ thủy sinh. À. Dạ. Thì lúc đó là cái thổi mặt này nè, nó sẽ nằm ở phía trong vách. Ừ. Với lại cái hút nó cũng sẽ nằm ở trong vách. À, không thấy. Nhìn không thấy. Dạ. À cái kiểu mà công nghệ mới là mấy cái ống đỏ ống xanh gì dạ. Bây giờ. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nhìn nó cũng gấu á, nhìn nó dạ. Cũng đẹp. Cái kiểu hồ đó nó sẽ tốt hơn cái kiểu hồ này hay là cái nào? Cái về cái chất lượng nước á thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Tại vì là cái hộp lọc nó chứa được nhiều đá lọc, nhiều vật liệu lọc á. Ừ. Thì chất lượng nước nó sẽ cao hơn. Ừ. Nhưng mà khi mà vệ sinh rồi thì nó sẽ cực hơn. Cực hơn. Dạ. Là cái hộp lọc đó nó nằm ở dưới hết luôn. Dạ đúng rồi. À nước đáy đi từ dưới đáy xuống. Dạ. Rồi qua lọc. Dạ, xong rồi bơm lại lên đây. Dạ. À ok. Nói chung nhìn vô mà mình không có bị những cái không, nhưng mà những cái này là vẫn đẹp, nó thanh. Dạ. Nó thanh. Nhưng mà nếu mà mình giấu luôn được á là nó nhìn vô nó hoàn hảo luôn. Thì các bạn cái đèn này hồi nãy kia mình hỏi á, này cũng nhiêu? 5.5 triệu. 5 triệu mấy à? Dạ. Đẹp. Còn thấy mấy cái đèn này còn đẹp hơn mấy cái đèn bàn ăn mà mình hay gắn ở trong cái bàn ăn mà nhiều khi nó mắc như quỷ mà nó không được thanh đẹp giống như vậy nữa. À, nhìn ghiền luôn bạn, con cá khi mà nó bơi trong nước á thì nó rất là mềm mại ha, nó uyển chuyển làm cho mình cảm thấy mình cũng nhẹ nhàng yêu đời, muốn thả trôi luôn. Tất cả những cái đá này là đều có thể kết hợp vô hồ hết em? Dạ đúng rồi, những đá này là mình để trang trí đó. Ừ. Cái này khi mà mình có khách tới mà đặt vấn đề về setup một cái hồ á thì ví dụ như phía bên em sẽ hỏi khách về cái ý tưởng hả? Dạ đúng rồi. Hay là để có thể tư vấn cho rõ hơn. Dạ. À. Thì khách lại thì yêu cầu cái khách hỏi đầu tiên là kích thước hồ. Ừ. Kích thước hồ và chi phí của khách tầm bao nhiêu. Ừ. Rồi cái bố cục của khách muốn làm như là như thế nào. Ừ. Đấy thì bên em, sau đó thì bên em mới báo giá lại chi tiết cho khách. Ừ. Thì cái này khi mà mình làm là mình đem tất cả những cái phụ kiện lại nhà khách. Dạ, xong rồi mình set up ở đó luôn. Dạ. Chứ đâu phải là mình set up trước ở nhà, ở tiệm rồi mình mới giao cho khách đâu. Dạ. Đúng không? Đối với những hồ nhỏ mà từ 60 hoặc 50 đảo xuống á. Ừ. Thì bên em có thể ship tại tiệm xong sau đó ship về nhà khách. Ừ. Đấy, còn với những hồ to hơn á thì phải đem hết phụ kiện qua nhà khách. Ừ. Để làm. Cái này mình là ship toàn quốc luôn? À, không anh, hiện tại bên em layout thì chỉ ship ở trong nội thành thôi. Đúng rồi, chứ mấy dạ. Này mà mình custom đồ dạ. Vô này nọ mà vận chuyển là nó dễ bị đúng gớt rồi. Đồ này nọ lắm. Dạ. Ừ. Cho nói chung là nó phải ổn định cái mặt bằng vị dạ. Trí trước đã. Dạ đúng rồi. Mọi cái nó mới định hình tốt được. Còn về mà cá tép phụ kiện thì bên em ship còn quá. Ừ. Nó dễ hơn đúng không? Dạ. Ở thủy sinh mình, anh nhớ thời gian trước là nó cũng rất là phát triển đúng không? Dạ. Có những cái hồ mà anh thấy ở những cái tiệm trưng bày lâu quá là nó rất là bự luôn. Dạ. Cái hồ thủy sinh mà bự nhất mà người ta có thể build là khoảng bao lâu, bao nhiêu, kích thước bao nhiêu ta? À, tức là hồ trên Việt Nam này hay là cả thế giới hay là chắc Việt Nam mình thôi, gần cả thế giới. Bên em á? Bên em từng build hả? Ừ. Bên em từng build là hồ to nhất là khoảng tầm
1,5 m. Mét rưỡi. Dạ. Có ai mà gọi là đại gia nào mà chịu chơi làm cái hồ 2-3 m rồi luôn không? Bự luôn. Dạ có ừ. Trên Việt Nam thì có hồ 2 m vẫn có, nhưng mà về thi công là hồ 2 m thì bên em chưa. Ừ. Thì nói với những cái hồ lớn á, thì mình có phải chú ý tới cái gì? Chắc là cái kính quá. Đúng rồi. Cái lưu kính, lượng nước nó mạnh quá mà. Dạ, cái kính là cái quan trọng nhất đối với cái hồ lớn. Ừ. Hồ mà khoảng tầm 2-3 m á thì kính phải độ dày phải tầm 20-30 ly. Ừ. Như cái này là bao nhiêu ly? Cái này thì 12 ly. 12. Dạ. Ừ. Khoảng 20-30 ly nữa cỡ này. Dạ. Mà còn mấy cái hồ mà cá biển mà giống như thủy cung thì còn cỡ này nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Mà những hồ to thì to cái đó thì phải có thêm dần. Có gì? Cái dần á. Cái mấy cái cái dần để cho nó giữ nó đừng có bị giạt ra đúng dạ, không? Đúng rồi. À cái dần là cái kiểu hồ xưa dạ, hồ xưa dạ. Mình phải cho thêm lực cho nó. Dạ. Còn thế giới thì thôi khỏi nói ha. Dạ, thế giới rồi. Làm những cái gọi là tác phẩm khủng dạ, khiếp luôn. Dài chục mét. Dài bao nhiêu? Chục mét. Chục mét luôn. Dạ. Trong đó là một cái cộng đồng lớn luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái này á, trong cái bộ môn này ở Việt Nam mình có tổ chức những cái cuộc thi không ta? Ở Việt Nam mình thì ít, ở nước ngoài thì có nhiều. Ừ. Thì mới vừa rồi thì mới xong cái cuộc thi mà hồ thủy sinh toàn quốc á. Ừ. Thì ở Việt Nam mình thì cũng có một số anh là đứng ở trong top 100. Top 100 thế giới? Dạ đúng rồi, top 100 thế giới. Việt Nam mình đó hả? Việt Nam mình. Trên cái bản đồ mà thế giới thì cái thủy sinh Việt Nam mình nó phát triển không ta? Phát triển lắm anh. Ở Việt Nam mình là cũng đứng top hàng phát triển thủy sinh á. Rất là hay luôn các bạn. Người Việt mình có tạo ra một cái phong cách thủy sinh nào chưa? Đối với người Việt mình hơn, người Việt mình thì chưa tạo ra một phong cách nào. Nếu vậy thì cái gọi là Việt Nam mình trong top đó là do cái gì? Do cái độ chịu chơi hay là cái phong cách chơi hay là những cái tác phẩm đẹp? Cái về cái cuộc thi đó thì nó đánh giá nhiều yếu tố lắm. Về cái độ tự nhiên trong hồ nè, rồi cái nuôi cá phải phù hợp với cái hồ nè, rồi về cây cối phải phát triển tươi và xanh và đẹp nhất có thể nè. Đấy, nó có nhiều yếu tố để đánh giá cái hồ của cuộc thi đó lắm. Nói chung là toàn diện luôn. Dạ, từ rồi, bố cục kỹ thuật dạ. Rồi sắp đặt nghệ thuật tất cả dạ, mọi cái đúng không? Dạ đúng rồi. Cá là phải thả phù hợp. Rồi lúc mà chụp hình đó thì phải cá nó phải đi theo đàn nữa. Nếu mà có một con lẻ ra nó cũng bị đánh rớt. Cái này mỗi lần đi thi là một cả vấn đề luôn. Nó không anh, cuộc thi trên toàn thế giới này thì nó là chụp hình. Chụp hình hả? Chứ không phải là quay clip hả? Dạ đúng rồi, chụp xong rồi gửi về ban tổ chức là nó ở Nhật Bản. Đó là của hãng ADA, do cái ông mà em nói là sáng tạo ra hồ thủy sinh đó. ADA không? Là giống như cái phong cách. Cái phân nền á. Phân nền, phân nền ADA. Dạ. Là cũng của cái người Nhật sáng tạo ra cái đó luôn. Dạ đúng rồi. Một năm tổ chức một lần. Một năm tổ chức một lần. Dạ. Nếu vậy thì cũng gọi là cái người mà người ta tham gia cuộc thi nó cũng thuận lợi ha. Dạ. Nó không bị giới hạn bởi không gian. Dạ đúng rồi. Chứ còn mà đem hồ đi thi là cả vấn đề. Dạ. Mà chắc không được đâu. Dạ, vận chuyển tới nơi chắc nó rã. Dạ. Tại vấn đề vận chuyển các bạn chạy trên đường đồ này nọ, vòng dằn sóc đồ này nọ là banh hết. Thì là cứ chụp hình. Một năm tổ chức một lần ha em. Dạ, dạ. Rồi cái cách chụp hình là mấy tấm hay là sao? Chụp hình đó gửi là tại vì em chưa tham gia anh cũng không rõ, hình như là gửi 2-3 tấm. 2-3 tấm. Rồi người ta cũng xét duyệt qua hình ảnh y như là người mẫu ảnh ha. Dạ, kiểu rồi. Vậy. Dạ. Thì qua hậu qua ảnh đồ này nọ thì xét nhiều góc độ. Dạ. Cái giải đó nó giành giá mà. Dạ, giành giá nhất trong thủy sinh rồi đó. Giành giá nhất trong thủy sinh. Dạ, trên toàn thế giới. Em có tìm hiểu về cái phần thưởng đó không? Đồ này nọ có thứ không? Phần thưởng mà hình như giải nhất, hình như em nghe nói hình như cũng đó mà đổi ra tiền Việt á thì cũng 50-60 triệu. Coi như là vừa đủ kinh phí cho anh em build một cái hồ để có thể đi thi. Dạ. Chủ yếu là đam mê thôi. Dạ, chứ đâu phải là chủ yếu là những anh em thi đó thì đa số người ta quan trọng là cái giải thôi, cái đúng giải rồi, đặt giải bao nhiêu thôi chứ không quan trọng cái tiền thưởng. Đúng rồi. Dạ. Tiền thưởng chỉ là cái dạ, cái tượng trưng cho nó. Dạ. Thì cũng vừa đủ, nếu mà 50-60 triệu là vừa đủ xây một cái build một cái hồ đỉnh đúng không? Dạ đúng rồi. Đó hay. Mỗi năm một lần. Dạ. Mà cái hay nữa là Việt Nam mình nằm trong cũng top, là top 100. Top 100. Dạ, hình như top vừa rồi là cũng có hình như có top nằm trong top 10 nữa. Có năm vừa rồi á là có một anh ở Hà Nội đặt top 2.
Rồi. Top 2 thế giới. Top 2 luôn. Dạ. Top 2 tức là hạng nhì á. Dạ đúng rồi. À. Hay quá. Là cuộc thi đó trên toàn thế giới luôn. Toàn thế giới. À, đúng rồi, mà thi qua mạng thì tất nhiên là toàn thế giới được, ai cũng có thể đăng ký thi hết. Hiện nay cái phong cách mà xây dựng một cái hồ á là cái phong cách nào được chuộng nhất em? Đối với mà phong cách mà chuộng nhất á thì là có phong cách natural này. Natural. Dạ, là phong cách nhiều chơi người chơi nhất. Ừ. Tiếp theo đến là Hà Lan. Hà Lan ha. Dạ. À, Hà Lan. Anh thấy bây giờ anh em đang làm cái nói chung bây giờ thật ra nó cái sự sáng tạo của người chơi nó cũng sẽ nâng cấp lên đúng không? Người ta sẽ sáng tạo ra những cái phong cách thí dụ như là gì đó bán cạn. Dạ. Nhưng mà người ta sẽ chơi kiểu cá săn mồi. Dạ đúng rồi. Đó. Dạ. Thì anh thấy cũng rất là đẹp luôn. Dạ. Những cái cây lũa, những cái hốc cây. Dạ. Chơi những con cá săn mồi đó. Dạ. Thì đa số bây giờ có phong trào gọi là chơi cá lóc kiển á. Cá lóc. Dạ. Thì phong chơi bán cạn hoặc bay top thì có thể thả cá lóc kiển. Ừ. Thấy mấy anh em mình nó. Dạ. Cũng đẹp. Có ngoài cá lóc mà lại còn những cái cá săn mồi khác nữa. Dạ. Ta nuôi chung một. Dạ. Gọi là một cái đàn luôn, rất là đẹp. Mà thường thường cái đó là không có cây à. Dạ đúng rồi. Cái đó là lũa đá đồ. Dạ. Này nọ. Dạ đúng rồi. Hồi cây vô là không có cây hết. Dạ. Ồ, con cá này nó ăn những cái đông riêu ha. Dạ đúng rồi. Nó là cá bóng vàng á, cá đúng. Nô lệ á. Cá nô lệ hả? Dạ, nó tên là nô lệ. Nô lệ. Nó chuyên dọn những riêu hại trong bể á. À. Bám trên đá hoặc trên lá. Đó nó đi. Dạ. Nó ăn kìa. Thôi. Làm lê lệ á. Ừ. Thấy thường ha. Những cái đá này là đá tự nhiên hết ha em? Dạ đúng rồi. Nó đá này gọi là đá da vôi. Da vôi. Dạ. À. Anh thấy hình như mấy cái đá này người ta nếu mà không khai thác được, người ta có sử dụng chất liệu khác để làm những cái gọi là mô hình đá này nữa là đúng không? Cái đó là thuộc về phần bán cạn anh. Thì bán cạn. Những anh em xếp hồ bán cạn là dùng những cái chai xịt gọi là chai foam. Khi à. Mà xịt ra thì nó sẽ cố định lại. Nó giống như một miếng xốp vậy đó. Ừ. Cố định lại rồi sau đó mình dùng dao á, mình gọc, mình tạo thành bố cục. Ừ. Nhưng mà nếu mà nó nhẹ quá nó nổi sao ta? Không anh, cái đó nó không nhẹ. À, nó không nhẹ hả? Dạ. Anh tại nãy khi mà nó cứng lại, nó định hình lại rồi á thì nó nặng, nó chìm bình thường. À, chứ lúc đầu nó là xốp thì nó nhẹ đúng không? Dạ đúng rồi. À. Thật ra cái theo anh cảm nhận cái giới hạn của cái bộ môn này á, nó không phải gọi là cái giới hạn nữa mà là cái tuổi thọ cái hồ hình như nó không có được lâu đúng không? Sau 1 năm, 2 năm gì đó là chúng ta phải gọi là build lại. Tại, nếu mà sau 1, 2 năm á mà cái nền mình bắt đầu hết dưỡng, mình quan sát biểu hiện cây nó hơi bị suy dưỡng rồi. À. Thì bắt đầu mình có thể chăm thêm phân nước. À. Mình có thể chăm liên tục phân nước nếu mình muốn giữ cái bố cục đó. Ừ. Đấy, thì mình có thể chăm phân nước và mình vẫn có thể chơi được bình thường tự nhiên. Có nghĩa là cái phân nước đó nó sẽ giải quyết dứt điểm cái vấn đề đó luôn. Dạ đúng rồi. À, chứ không phải là nó tạm thời thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái hồi đó anh cũng có chơi thí sinh nhưng mà anh không có chuyên. Anh chỉ thích đẹp anh ngắm thôi. Nhưng mà ví dụ như những cái bộ môn khác á, nó có một cái vậy nè. Ví dụ như anh nuôi con igu đi, con bò sát đi. Thấy nó bị dơ, cái chuồng bị dơ, anh vô anh dọn cái chuồng, anh tắm con igu cái là anh thấy nó đẹp liền. Thì cái cảm giác nó sướng liền. Còn cái thủy sinh á, hồi đó anh cũng chơi. Nhưng mà ví dụ nó bắt đầu nó tùm lum tà la, đầu anh cắt tỉa. Thì anh vừa cắt tỉa xong là anh thấy nó xấu liền. Nó xấu hơn cái lúc trước. Rồi phải dưỡng nuôi khoảng chừng chắc cũng tháng hay sao rồi đầu nó mới gọi là hoàn hảo lên được. Dạ. Thì anh thấy cái đó nó cũng hơi kén người. Dạ, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ không có luôn luôn đẹp mà nó cần chăm sóc rất là nhiều. Xong đó nó giống như hoa vậy á, chăm. Dạ. Dưỡng thời gian ấy nó nở lên được khoảng ngày 2 ngày ở đầu. Dạ. nó lại tàn đi là kiểu dạng vậy. Dạ. Nghĩa là chúng ta đón cái khoảnh khắc đó nó ngắn thôi. Có hồ thí sinh này á thì quan trọng là cái thời gian. Ừ. Quan trọng nhất là cái thời gian với lại cái công. Ừ. Công mình bỏ ra để mình chăm nó. Ừ. Mình phải chờ một thời gian để nó tươi, nó đẹp, nó xanh. Ừ. Ừ. Đấy, lúc đó mình mới hưởng thụ. Em biết tới bộ môn này lâu chưa? Dạ em biết tới bộ môn này cũng 3 năm. 3 năm? Dạ. À, xuất phát điểm là mình cũng là một người chơi. Dạ đúng rồi. Ồ, mình người chơi xong ấy mình yêu thích quá hả? Dạ đúng rồi. Lúc đầu thì cũng đam mê. Cũng, à. Lúc đầu em đam mê cá. À. Cá xong cái sau cái biết được thủy sinh, cái cũng tìm hiểu rồi đam mê luôn tới giờ. Là ở nhà mình có hồ nào không? Dạ có anh. À, mấy hồ?
Hồ nhà ở nhà hiện tại em chỉ chơi có một hồ thôi, tại vì công việc nó cũng bận hết cho nên là không có thời gian nhiều, không có thời gian chăm sóc nhiều, chỉ chơi hồ. Xong rồi mình biết tới thủy sinh tím ấy, mình vô đây mình làm vừa được là coi như là làm công việc mà vừa có thỏa mãn cái đam mê của mình luôn. Mỗi ngày tiếp xúc rồi cơ hội học hỏi, tiếp nhận thông tin kiến thức được nhiều hơn đúng không? Đúng, nâng cao lên. Quá là ok luôn. Thấy nó làm việc thì nó vui ha. Dạ đúng rồi. Làm việc cho đúng cái đam mê sở thích đó thì nó vui. Rồi sau thời gian em làm việc rồi em thấy là cái mọi thứ rồi nó được nâng cao không? Dạ có chứ anh. Thì sau 3 năm em chơi tìm hiểu thì kinh nghiệm nó sẽ nhiều hơn. Dạ. Có cái kỷ niệm nào đáng nhớ với lại thủy sinh không em? Kỷ niệm anh, kỷ niệm thì những lần đi set bể cho khách thôi. Có những lần đi làm bể cho khách, làm xong thì thấy vui thôi. Làm xong rồi khách khoái liền đúng không? Dạ đúng rồi, khách khen thì mình vui. Ở đây ví dụ như mà khách ở xa xa là mình trực tiếp mình đi luôn hay là trong vòng thành phố thôi? Hiện tại bên em chỉ nhận ở trong vòng nội thành thôi. Khách tỉnh rồi là nếu mà có thì bán phụ kiện rồi thôi hả? Dạ đúng rồi. Chưa có nhân lực để đi xa đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà khách tỉnh thì bên em tư vấn khách qua từ xa, online vậy là khách từ xa, xong rồi khách mua phụ kiện thì bên em sẽ hướng dẫn cái quy trình để cho khách xét. Ok, nói chung là chu đáo, tận răng. Cái bể Natural này rất là đẹp luôn. Cái em trong cái setup cái bể mà Natural này á, thì cái bố cục và có những cái yếu tố nào mà cần lưu ý để cho gọi là Natural nó phải tự nhiên đúng không? Đúng. Nhiều khi mà chúng ta bố trí nó rối quá hoặc là nó này nọ quá thì có cái gì với cái kinh nghiệm mà đi setup bể của em á, thì em có thể chia sẻ với mọi người. Về cái bố cục này á, thì chủ yếu là mình sẽ tạo được một cái gọi là cái chiều sâu. Một cái con đường tạo một cái chiều sâu thì nhìn nó sẽ là tự nhiên được một phần. Đây dạ. Là một cái gọi là một cái lối mòn, dạ, đường mòn đi. Dạ. Hồi nãy em có nói với anh là nếu mà phối cái gì setup cái Natural là cái nền đằng trước nó sẽ thấp đúng không? Dạ đúng rồi. Nó sẽ hơi dốc lên đằng trên. Dạ. Dốc lên nó tạo cái đường sâu. Dạ đúng rồi. Rồi thường thường là chúng ta sẽ có hai cái khối lớn rồi để tạo một cái con đường đi. Dạ, tạo con đường đi. Hoặc là mình có thể tạo như với cái bố cục bên đây, chỉ một bên nó nghiêng về một bên tạo thành một cái hình gọi là hình tam giác á. Đấy. Đây bên này đúng không? Dạ. Nó tạo một cái hình tam giác. Dạ. Ok. Nếu mà nói về thủy sinh á, thật ra là nó còn nhiều cái kiểu nữa. Anh nhớ có lần anh thấy là nó tạo được cả thác nữa. Thác bằng cát á. Dạ. Nhưng mà cái thác cát đó thì mình chơi một thời gian nó sẽ dơ lắm, khó, cực kỳ khó vệ sinh. Dạ. Nhưng mà nó ấn tượng dễ sợ luôn. Dạ. Cái đó nó làm bằng cách nào ta? Nó có cái loại máy bơm riêng hay sao? Dạ đúng rồi. Một là mình dùng bơm, hai là mình dùng cái máy sủi để thổi cái cát đó. Dạ. Coi như là nó cái máy nó hút là nó hút luôn cái cát. Cái nguyên lý hoạt động của nó là dùng bơm á thì nó sẽ dễ hơn. Cái máy bơm máy sủi oxy á thì khi mà máy sủi nó đẩy nó thổi vô cái ống ở dưới á thì nó sẽ đẩy cát lên. Cát nó sẽ trào xuống lại. Rất là hay luôn các bạn. Có nhiều cái hồ thủy sinh mà mình thấy trên mạng á là nó hay giống như cái ngọn núi vậy nè. Đó, các bạn thấy là những cái ngọn núi mà thác nó đổ rất là mạnh á. Nó xuống thì cái màu trắng của cái nước á, cho mà cái thác tự nhiên á thì nó thay bằng những cái cát, thì điều đó yêu cầu là cái cát nó phải thật là mịn luôn. Dạ đúng rồi, mịn. Thật là mịn luôn. Đó thì nó cái trắng nó làm giống như là cái nước mà nó tuôn từ thác xuống rất là đẹp luôn. Ở đây em có thi công cái đó lần nào chưa không? Dạ chưa. Bên em tại vì đa số mà mấy hồ để sinh khách ít chọn lựa chọn cái cát đó. Cái đó anh nghĩ chắc nó dơ, nó khó vệ sinh lắm. Nó giống như là nãy mình nói là ở những cuộc thi gì đó. Dạ. Nó trong một cái khoảnh khắc ngắn thôi đúng không? Dạ. Nó đẹp cho nó. Thì thường thường nó phục vụ cho vấn đề gọi là show up rồi hoặc là thi đồ triển lãm đồ này nọ hơn là chơi. Chơi thì nó sẽ coi như là nó không có ổn định, nó không bền ha. Em còn đối với những cái hồ Natural này nè. Thật ra lúc đầu á, hồi đó anh chơi một cái hồ phong cách này thì anh thấy lúc mà nó cao lên nè, nó dài, nó ngã qua vậy nè thì nó cũng có đẹp á. Dạ đúng rồi. Nó có cái đẹp của nó nhưng mà nó cũng có cái dơ của nó. Có những lá nó úa thì theo em đó là cái này mình có nên cắt không? Hay là mình cứ để cho nó dài tự nhiên nó phủ luôn.
cái này nó cũng tùy thuộc vào sở thích của mỗi người. Có những người thì người ta sẽ thích nó phủ như đại nhìn nó sẽ đẹp tự nhiên, có người thì sẽ thích gọn gàng hơn, cắt tỉa thường xuyên. Đấy, thì tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Các bạn biết tại sao mình hỏi vậy không? Tại vì ngày xưa mình cũng có cái hồ giống vậy, thì cái những cái cây này nó mọc lên đây là lúc mà nó vừa tới đây thôi á, thì cái lọc á, rồi nó điều chỉnh cái dòng nước á, nó làm cái cây nó ngã qua, nó ngã lại, là nhìn nó rất là mềm mại, nó rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mà nó dài cái này rồi á thì nó sẽ coi như nó không có ngã nữa, nó không có lả lướt nữa đó, cho nên là mình mới hỏi Hào coi là chăm sóc như thế nào là tốt nhất. Thì nó là tùy gu ha. Dạ đúng rồi, tùy sở thích của tùy mỗi người. Tùy cái sở thích của mỗi người. Dạ. Có người thì thích nó rậm rạp như này, có người thì sẽ thích nó gọn gàng hơn tí. Mấy cái này là dạng như cỏ dại hay là mình cố tình mình trồng ta? Dạ cố tình trồng đó anh. Cố tình trồng để nhằm tạo cho độ tự nhiên nhất á. Nhưng mà ví dụ như với những cái đất nền và những cái thực vật ở đây nè, thì ở trong đây nó có lên cỏ dại đâu không? Dạ không anh, không lên cỏ dại. Mình trồng thì nó mới lên thôi. Trồng mới lên, chứ không phải là nó có sẵn trong đất đúng không? Dạ không. Rồi hồi nãy em có nói có những cái con gọi là con ốc có hại á, là nó tự sinh ra trong cái môi trường này hay là sao? Những con ốc có hại đó thường là nó bám ở trong những cái cây mà mình mua từ các cửa hàng về á. Trong cây nó bám. Thì lúc mà mình cho vô hồ á thì là nó bắt đầu sinh sôi vô trong hồ luôn. Còn cái phong cách Hà Lan này á là tiêu chí là phải có nhiều cây nhiều màu. Đúng rồi, nhiều cây nhiều màu sắc nhất. Nhiều cây nhiều màu sắc nhất. Như là một cái Hà Lan này nó bắt nguồn từ một cái tên gọi là ở Hà Lan có những cánh đồng hoa. À đúng rồi. Nhiều màu á. Có nghĩa là Hà Lan nó có những cái cánh đồng hoa tulip các bạn. Mỗi một luống như vậy là nó một màu sắc khác nhau. Đúng rồi. Nếu mà chúng ta nhìn ở trên tầm cao xuống nó thay từng cái mảng màu rất là đẹp. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là cái phong cách này khi mà người ta set up vô từng cái mảng lá, ví dụ lá này màu đỏ, cỏ này màu xanh, này màu tím, thì nó gần giống như những cái cánh đồng hoa bên Hà Lan ha. Cái tên nó xuất phát từ đó. Dạ đúng. Thì cái tên này nó được cả thế giới công nhận hay là do anh em Việt Nam mình đặt? Cả thế giới công nhận luôn. À có nghĩa là gọi là Holland Style luôn ha. Dạ đúng rồi. Hay ha. Rồi ok các bạn, coi như là mình vận dụng nhất hết những gì mình hiểu biết để mình hỏi thăm Hào á, coi như là tất cả mọi cái ngóc ngách luôn để hiểu rõ hiểu sâu hơn về cái bộ môn thủy sinh này ha. Anh em nào mà còn cái thắc mắc gì á thì cứ comment bên dưới. Thì hôm nay coi như là nhờ Hào dẫn anh em mình đi giải thích tư vấn từ thấp tới cao, từ phong cách này tới phong cách kia, tại sao tên gọi như vậy, rồi kết hợp con cá cái cây như thế nào, nói chung là rất là tỉ mỉ rõ ràng. Cảm ơn em một lần nữa rất là nhiều đã hỗ trợ anh và cũng như cho khán giả trên kênh của anh hiểu thêm về cái bộ môn này. Mọi người nào có hứng thú với bộ môn thủy sinh á thì có thể nếu mà ở xa thì lên mạng hả? Dạ đúng rồi, cứ... fanpage bên em Thủy Sinh Tím Hồ Chí Minh hoặc là Thủy Sinh Tím thì ở Hà Nội. Cái fanpage là cứ bấm Thủy Sinh Tím là nó sẽ ra thôi. Ở Hà Nội cũng có, như Hà Nội là trước đúng không? Dạ đúng rồi. Vô đây mở sau. Ok, trong đây mà ngay đây nó hoành tráng hơn ngoài kia. Mở sau lúc nào cũng hoành tráng hơn. Đó thì mọi người có thể lên fanpage Thủy Sinh Tím tìm hiểu về thông tin tất cả mọi cái, cần tư vấn gì thì đội ngũ anh em tư vấn qua mạng cho mọi người rất là kỹ càng luôn. Còn nếu mà gần đây thì tới đây có thể tham quan chơi, tham quan cá, tham quan cây, phụ kiện, nói chung là tất cả để set up một cái hồ luôn, tuyệt vời luôn và rất là nhiệt tình luôn ha. Ok, thank you mọi người đã xem clip, chúc mọi người có ngày cuối tuần xem clip vui vẻ ha và nhiều sức khỏe. Bye bye.